Alo, dạ em xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh youtube kể chuyện Ngọc Family Channel Và mến chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì em không có kể chuyện quý vị ơi Mà em muốn chia sẻ về những cái kinh nghiệm của mình có được trong quá trình làm youtube của em Thì ngày hôm nay em muốn bật mí cho những ai muốn biết về cái cách làm youtube Để mà kiếm được một cái số tiền khủng từ 1.000 cho đến 5.000 đô nghe một con số ta nói rất là ấn tượng và đó là một cái niềm mơ của rất là nhiều người youtuber nhưng mà làm sao làm thế nào đây thì em xin phép được chia sẻ cái bí quyết này và chỉ cần mà quý vị làm theo chính cái bước này chính cái điều này của em à, đó thì chắc chắn rằng quý vị sẽ sở hữu được một cái nguồn tiền mà mình do mình tự làm ra quý vị ha thì đó là một cái công việc rất là dễ nhàng mà đơn giản cho những cái người mà đặc biệt là những người phụ nữ mà ở nhà chăm con nhỏ mà muốn có thu nhập thêm thì muốn kiếm thêm thì mình sẽ tham gia và làm việc làm đối tác với youtube thì mình sẽ nhận được những cái số tiền rất là nhiều thậm chí là một cái con số nó rất là to lớn khủng có thể có nhiều người là lên tới hàng trăm triệu luôn hàng tỷ một năm luôn mình nghe mình giật mình tưởng là em đang nói nổ phải không, quý vị nhưng không. Đó là một công việc không cần bằng cấp, không cần trình độ, chỉ cần mình cố gắng nỗ lực thường xuyên đăng video thì mình phải thỏa được chính cái điều này thì mình sẽ có thể có những cái thu nhập nó đáng mơ ước như vậy và em cũng là một cái người mà đã làm YouTube từ năm 2019 đến bây giờ rồi, nổi trên mạng rất là nhiều người biết đến em nhưng mà thường thường là em bị ném đá rất là nhiều <laughs> khán giả thích em thì con số nó cũng ít thôi chứ không có nhiều mà cái người chửi mà ghét mình thì nó đa phần thì tại vì cái em theo đuổi một cái nội dung nó nó hơi tế nhị và nó nhạy cảm một chút cho nên là nhiều người chị em phụ nữ thì không có thích thường thường là đàn ông thì rất là thích xem những cái video clip của em tại vì muốn nghe coi em chia sẻ em nói gì thì em mang đến cái giây phút giải trí thoải mái cho nên là có rất là nhiều người bấm subscribe subscribe kênh của em và em đã từng sở hữu một cái nút bạc trong một cái kênh ngọc family vlog thì đây là cái kênh phụ của em là ngọc family channel và em còn một cái kênh nhỏ nữa là ngọc channel đó là những cái kênh youtube mà em sở hữu và cái lương tháng mà hiện giờ mà em đang kiếm tiền á thì cũng là một cái con số kha khá nhưng mà để em mật mí sau đó đi. Tại bây giờ em sẽ nói về cái cách để kiếm tiền tại vì có nhiều người á là hỏi rằng Ngọc ơi, thấy em lượt xem em nhiều quá mà không biết là em có cái bí quyết gì không, chỉ cho anh với tại vì anh cũng làm YouTube mà làm hoài không có lên, cái, cái kênh nó không có lên được. À, thì em cũng xin phép được trả lời mà trong cái tin nhắn đó thì nó hơi ít tại vì cũng có nhiều người hỏi em thì em muốn làm thẳng một cái clip luôn để mà chia sẻ với nhiều người người ta cũng cần à, tiền thì ai mà cũng cần hết chứ không ai mà nói là tiền nhiều để làm gì quý vị ơi đó là những người có thật là nhiều tiền người ta mới nói là tiền nhiều để làm gì tại vì ta quá nhiều tiền rồi cùng mình là trong cái cuộc sống này thì ai cũng cần để kiếm tiền kiếm tiền để lo cho gia đình để lo cho vợ con à, có rất là nhiều thứ cần phải có tiền mới có thể sống được nếu không có tiền thì không có làm gì được hết cho nên là à, mặc dù là làm cái nghề này ấy, là làm dâu chăm họ mình sẽ bị có nhiều người yêu, có nhiều người ghét à, Đó là một cái chuyện đương nhiên à, Không phải ai cũng yêu mình Và ai cũng ghét mình Cho nên là à, người yêu người ghét là chuyện bình thường nếu mình chấp nhận được dư luận thì mình sẽ có thể làm được cái công việc này và đây là một cái công việc mà em rất là đam mê và em tin chắc rằng cũng có rất là nhiều bạn trẻ cũng đang có cái niềm đam mê làm youtube giống như em nhưng mà họ làm hoài làm hoài mà không có lên thì cái kênh của em mới làm ngọc ngọc channel đó cũng được 23.000 người đăng ký mà mới làm chừng tháng mấy này thôi thì đó là cái kênh mà em rất là yêu thương đứa con tinh thần của em thì à, em cũng ráng cố gắng đăng video mỗi ngày à, và những cái nội dung mà em theo đuổi đó là những câu chuyện tiếu lâm về người lớn và à, khá là đôi khi cũng có những cái tâm sự phòng, phòng, phòng thầm kín nữa À, và cũng được rất là nhiều người đón nhận và à, em rất là may mắn vì được à, lúc nào ai ai nhiều người đàn ông á là rất là thích cái những cái chia sẻ của em cho nên là các anh mới bấm subscribe subscribe kênh của em. Cảm ơn các anh rất nhiều. Và bây giờ em xin phép được bật mí à nói về cái lương tháng mà 100 triệu đó liệu là có thật hay không? Có thật nha quý vị, có thật. Và em đã từng nhận được cái lương tháng cao như vậy trong những cái video clip lần trước trong mấy cái kênh của em á, là có những cái clip tập yoga đó thì được rất là nhiều người coi nhưng sau đó thì nó bị người ta báo cáo hay sau đó biến thành vàng tiền thành thử ra là cái kênh đó là em không có kiếm tiền trên đó mà em chuyển sang qua hai cái kênh kia Ngọc Family Channel và Ngọc Channel thì nếu quý vị nào chưa biết kênh của em thì có thể bấm vào xem những cái clip của em cũng khá là thua vui và cũng đôi khi là cũng có nhiều người thích có, có nhiều người nói là vô duyên <laughs> Thì thích hay không thích Thì đó cũng là cái sự quan tâm Của cộng đồng để ý đến mình Chứ mình phải làm youtube mà mình phải để cho người ta để ý đến mình Chứ mình mà Không có ai bình luận gì hết Thì cái kênh của mình nó cũng không có lên được quý vị ha Thì bây giờ em xin phép được bật mí Chính cái bí quyết này Để giúp cho sự thành công trong cái kênh youtube của bất cứ một ai thì à, em nghĩ rằng á, là có nhiều người đang làm công việc là làm công nhân làm hãng nè ở việt nam thì lương tháng đó khá là bèo có người làm ba bốn triệu 5 triệu 6 triệu nhưng à, nếu mà muốn làm youtube á, mình không có cần làm nhiều một ngày mình chỉ bỏ ra có hai tiếng đồng hồ đó nếu mà mình làm quay cuộc sống này nọ kia thì nó có rất là nhiều chủ đề cuộc sống ca nhạc ẩm thực rồi tất cả mọi thứ kể chuyện à, vân vân và mây may, may. Nhưng mà cái chủ đề mà em đang hướng đến là cái chủ đề nói về kể chuyện Mình sẽ thể ngồi một chỗ, mình ngồi trước cái máy quay Và mình thoải mái nói những cái gì mà mình có, những cái sở trường gì Thì các bạn cứ bộc lộ ra mình sở trường như thế nào Mình có năng khiếu về ẩm thực Thì mình làm những cái clip nấu ăn khéo Để cho nhiều người ta không có biết nấu ăn, ta vô ta coi Rồi nhiều người ta làm việc mệt, mệt mỏi Thấy trên mạng có một cô gái ngồi bận cái áo mát mẻ <laughs> Giống như em đang bận cái áo màu hồng nè Để thu hút nhiều lực xem thì um, nhiều người giàu thì nói rằng ồi áo em đẹp quá có nhiều trẻ phụ nữ vô nói nhỏ bận đồ thấy gớm <laughs> cái áo gì vẫn thấy ghê nhỏ này là cái ngành này nọ kia à, rất là nhiều người ý kiến trái chiều nhưng mà em không phải cái ngành mà em chỉ là một người youtuber kể chuyện cho quý vị nghe hàng ngày và đó là cái niềm vinh dự mà chỉ có em mới biết được và những người youtuber khác thì người ta biết em đang làm gì nhưng à những người khán giả thì lại tưởng em là đang làm làm nghề gái ngành nhưng mà làm nghề gì thì cũng là nghề gái ngành hay là làm youtube thì cũng là một công việc và không có công việc nào là hèn hết công việc nào cũng đáng được trân quý và à, em nghĩ rằng á, là mỗi công việc thì có một cái khó khăn khác nhau không có ai mà tự nhiên mà đem tiền mà cho mình một đống gì hết thì cũng có những cái vất vả những cái khó khăn thì mình mới có thành công thì à, sau những cái um, video của em thì em không nghĩ là em thành công đâu em bị người ta chửi là nhiều quý vị ơi chửi xối xả chửi tối mặt tắt mài luôn nhưng mà ban đầu em nghe chửi thì em còn buồn Em còn nói Ủa sao người ta chửi mình vậy Nhưng mà bây giờ em nghe riết rồi em quen Em lờn biết là chửi em thì em trời trời trớt luôn Giống như là nước đổ đầu dịch Là nước đổ lá môn quý vị ơi Chửi lỗ tay này lỗ tay kia nó lọt quanh kia mất tiêu rồi Em không có để ý. Ai mà muốn chửi gì chửi à ừ. Cho nên là em không quan tâm Thì làm youtube là phải vậy Mình phải chai sạn Mình phải lì trước những cái đòn chửi của khán giả à, khen thì mình cảm ơn mà chửi thì thôi bỏ qua đi đó trời bây giờ á, mình sẽ xin bật mí cho nhiều người ta muốn làm youtube mà làm hoài không lên quý vị ha thì bí kíp á, thì quý vị đã biết rồi mình muốn làm youtube á, là mình phải thứ nhất là mình phải có cái kênh youtube rồi thứ hai là mình phải làm được cái chuyện mà một ngàn giờ bốn ngàn người xem cái chuyện nó đơn giản lắm mới bắt đầu em là youtube tiệm tưởng nó khó nhưng mà thật ra rất là dễ nếu như mình làm những cái chủ đề mà họ thích rồi thì họ sẽ sẵn sàng bấm subscribe cho mình và sẵn sàng ngồi coi hết cái clip luôn và cái chuyện mà một ngàn người bốn ngàn giờ nó khá là dễ ai cũng làm được hết nhưng mà liệu rằng sau đó mình có kiếm được tiền hay không nó quan trọng chứ ngàn giờ bốn ngàn người thì à, một 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 một, một ngàn, cái gì ta một ngàn người đăng ký bốn ngàn giờ xem thì mới được bật kiếm tiền và phải um, uh, cái chuyện đó thì nó rất là đơn giản, thiệt dễ lắm. Uh, bạn chỉ cần làm một cái video gì đó mà thu hút người ta thích bạn, thích xem bạn nói hay là thích coi bạn biểu diễn một cái chương trình ca nhạc hay ẩm thực gì đó họ thích thì bỗng nhiên họ sẽ xem hết cái clip thì bạn sẽ được 4.000 giờ và 1.000 người đăng ký rất dễ. nhưng sau đó cái kênh của bạn có kiếm được tiền hay không thì uh, phải dựa theo những cái yếu tố này. tiếp theo tiếp theo đó là mình phải đăng video thường xuyên có nghĩa là à, không phải là thích thì mình đăng buồn thì mình nghĩ đăng vui vui thì mình đăng hai cái buồn nghĩ ăn à, khỏi hỏi đăng thì như vậy thì không được mình phải đăng thường xuyên mỗi ngày một hai cái clip cho cho khán giả người ta vào người ta thấy ồ nhỏ này đứa cũng xuất hiện ha ngày nào nó cũng có mặt thì người ta sẽ xem bạn thường xuyên hơn thì nếu mà bạn đăng nội dung mà nó một chủ đề á thì họ sẽ xem hết cái này qua cái kia cái nọ thì bạn sẽ được lượt xem nhiều hơn còn nếu như bạn đăng về cuộc sống thì thường thường họ sẽ xem những cái cái video mới về cuộc sống của mình để họ biết về cuộc sống thường ngày của mình cho nên là cái số tiền kiếm được á, nó cũng không biết là bao nhiêu nếu mà mình nổi tiếng thì thì thì, thì họ mới biết cuộc sống mình họ mới thích coi giống như giống như là diễn viên hài hay là gì đó thì họ mới xem để theo dõi mình còn mình là một người bình thường thì ai cũng có một cuộc sống hết thì em em nghĩ là chủ đề đó cũng khó là theo đuổi tiếp theo đó là à, mình phải chọn cái nội dung nó hay, nó hấp dẫn để thu hút nhiều người xem à, và điều điều đương nhiên đó là phải thật là hay nha để cho họ thích, còn à, thu hút lượt xem hay còn gọi là câu view đó mình phải làm sao cho hay hấp dẫn thì họ mới ngồi họ coi hết cái clip cho bạn. Điều tiếp theo đó là mình phải làm những cái video mà content như chính mình sáng tạo ra, không có ăn cắp bản quyền hay là À, của ai hết trơn á không cắt ghép cái gì hết trơn chọi của người nào hết trơn á tại vì youtube họ là một cái công ty lớn của mỹ họ rất là thông minh và họ có rất là nhiều đội ngũ à, chuyên về kiểm tra mấy cái đó họ thậm chí họ có những con robot rất là hay rất là thông minh bạn đừng có mơ mộng rằng sẽ ăn cắp được cái gì của người ta một cái video gì đó một cái đoạn clip gì đó không dây hay một giây hay là hai giây gì cũng bị bắt bản quyền hết và khi bắt bản quyền rồi thì có ba cái à, cây gậy là mình tiêu luôn Luôn, chết cái kênh luôn cho nên là mình phải làm theo nội dung mà mình tự sáng tạo ra mình có những cái năng khiếu gì thì mình bộc lộ ra ví dụ bạn hát hay thì bạn hát bạn đàn hay thì bạn đàn bạn nhảy hay thì bạn nhảy rồi bạn làm những cái gì mà thu hút cộng đồng đó rồi tiếp theo À, mình đừng có làm video nhàm chán quá Thì họ sẽ không có xem hết cái clip Và mình sẽ không có được quảng cáo nhiều Sẽ không có tiền và không có ăn đề xuất được Cho nên là bạn phải ăn được đề xuất Thì mà cái kênh của bạn mới phát triển được Tiếp theo đó là cái nội dung mà phải cần Giống như là nguyên quan trọng là nguyên tắc cộng đồng Ở đây rất là quan trọng Ví dụ như mình làm những nội dung không có nhạy cảm quá Rồi phải à, Nội dung nó không có 18 Nội dung nó không có cái gì hết Thì mới được Chứ còn mà nội dung mà máu me hay làm youtube thì giống như là nhìn làm dâu chăm họ vậy đó quý vị cho nên làm nó cũng có rất là nhiều khó khăn nếu mà mình vượt qua được những cái lời dư luận rồi mình mới có thể là coi như là mình trai sạn trước những cảm xúc của khán giả nếu mà người ta ủng hộ mình á, thì người ta sẽ cho mình những cái lời bình luận hay còn những không người ta ghét mình người ta sẽ cho những cái lời bình luận đọc rất là khó nghe thì thôi kệ đi mình cứ bỏ bỏ qua đi bỏ ngoài tay đi mình cứ lo làm cái nội dung của mình miễn sao nó hay nó thu hút nhiều người xem là ok tiếp theo là cái thu nhập của youtube á, trả cho mình á, tùy theo cái lượt xem nếu bạn làm nhiều video mà hay nhiều lượt xem thì tiền của bạn sẽ nhiều chứ không phải là tùy theo cái cái video đó có quảng cáo hay không Nếu cái video đó có giới hạn quảng cáo thì sẽ không có tiền Dù bạn được 80 triệu view cũng không có tiền Mà nếu như video đó được 1.000 người xem mà được quảng cáo thì bạn mới có tiền quý vị ha Và à, mình phải quan trọng đó là hồi nãy em nói đó là hai cái điều quan trọng đó là phải bản quyền cái, cái, cái nguyên tắc về bản quyền đó mình đừng, đừng có ăn cắp cái gì của ai và tiếp theo là nguyên tắc cộng đồng thì ok cái kênh của bạn xanh sạch đẹp thì mình phải làm video thường xuyên từ từ youtube nó mới đề xuất nếu một video ăn đề xuất rồi thì cái kênh của bạn sẽ được nhiều người biết đến thì sẽ nhiều người subscribe và nhiều người đăng ký kênh bạn phải nhớ phải làm sao phải tìm được cái nội dung mà thật sự dễ phù hợp với mình mà không có tốn kém lắm có nhiều người bỏ rất là nhiều tiền ra quảng cáo này nọ kia rồi chất lượng video mình phải quay bằng những cái máy nó tốt tốt một chút chứ đừng có quay cái video bằng cái máy hoặc là âm thanh lúc mình thu âm nó phải hay để cho người khán giả người ta nghe người ta được nghe được cái tiếng của mình chứ đừng có lúc nghe lúc không rồi âm mặt mặt của mình thì lúc mờ lúc tối như vậy thì không có thu hút được người xem nhiều cho nên là cái hình ảnh và âm thanh nó cũng khá là quan trọng và cái lúc mà bạn đặt cái ốc máy nó cũng phải hay cũng phải chuyên nghiệp một chút và đừng có hà tiện mà không đầu tư vào máy móc quý vị ha thì em thì em quay phim bằng hai cái máy à, thứ nhất là cái máy camera bự gì nè à, thì cái này thì em đang quay bằng cái Samsung Note 21 Ultra của em thì tại vì cái máy kia nó bị mất thẻ nhớ rồi em chuyển qua em quay mấy máy này cho nên là À, miễn sao mà cái hình ảnh và cái âm thanh nó phải đẹp nó phải thu hút người xem thì lúc đó thì người ta mới ủng hộ cho bạn nhiều thì à, em cũng không có dám dạy ai gì hết thì em đây là những cái chia sẻ những cái kinh nghiệm của em thôi thì trong quá trình làm youtube của em thì à, hy vọng rằng nó sẽ giúp ích được cho các bạn à, tại vì cái lương tháng mà youtube trả đó mỗi người khác nhau có những người là cái kênh họ lớn thì tiền họ nhiều có những người kênh nhỏ nhỏ nhưng mà tiền ít hơn bạn làm nhiều thì bạn ăn nhiều không có làm thì không có ăn dạng dễ đó làm YouTube là dạng vậy và à, con số tiền mà YouTube trả có thể lên tới 100 triệu thậm chí là 10.000 đô la luôn tùy theo cái à, lượt người xem à, quảng cáo nhiều hay ít và quảng cáo ở quốc gia nào ví dụ quảng cáo ở quốc gia Việt Nam mình thì cái tiền quảng cáo nó ít hơn là quốc gia Hoa Kỳ hay là những nơi như Úc Mỹ Canada Ba Lan này nọ kia thì tiền nhiều hơn thì nếu mà bạn làm được những cái video mà À, có nhiều người trên thế giới xem á thì tiền bạn càng nhiều còn nếu bạn làm video mà ở những cái quốc gia nó giới hạn Việt Nam này nọ kia đó thì cái tiền quảng cáo nó ít hơn thì thu nhập bạn sẽ ít hơn thì cái lương tháng của em á, thì chắc lúc trước á em cũng có làm một cái kênh là tập về yoga đó thì 4 tháng luôn em nói thiệt quý vị luôn là con số rất là bất ngờ nhưng sau đó thì những cái video đó nó 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 không có phù hợp cho nó bị giới hạn rồi nó dàn khè hết cho nên là em mới qua làm một cái kênh khác thì nhiều khán giả nói là sao à em không tập yoga nữa đi thì tại yoga là dàn tiền cho nên em đâu có làm dàn tiền nữa dàn tiền có nghĩa là gì à, trong youtube thì người ta có cái từ thuật ngữ dàn tiền xanh tiền xanh tiền có nghĩa là kiếm tiền được cái video đó còn dàn tiền là video nó dàn khè không kiếm được tiền À, thì làm youtube nó cũng có những cái khó khăn bạn phải kiên nhẫn bạn phải cố gắng kiên trì thì mới thành thành công được tại vì có nhiều người nản làm youtube có thể nói là mấy tháng trời cả năm trời mà không có lên cái kênh nó cứ lèo tèo cứ vài view vài view vài trăm view gì đó thì đâu có kiếm được tiền cái video nó phải được trăm ngàn người xem người người ngàn người xem thì mới có được nhiều tiền càng nhiều người xem thì càng nhiều tiền mà không có người xem thì không có tiền cho nên là làm cái này cũng rất là nản có nhiều người nản bỏ cuộc nhưng mà em khuyên á là quý vị đừng có nên bỏ cuộc mà cố gắng kiên trì thì có công mày sắt có ngày nên kim. Đó thì không có công việc nào dễ mà cũng chẳng có công việc nào khó hết trơn á, chỉ có cái là mình phải có cố gắng, mình có kiên trì nỗ lực hay không. Thì em biết rằng cái video này nó không có nhiều người xem lắm nhưng mà nếu như ai xem được cái clip này thì quý vị sẽ nhận được những cái điều nó hay ho khi trong quá trình làm YouTube của mình. Đó, thì cái con số mà em kiếm được á có lúc đó là dài trăm đến một ngàn đồng ngàn mấy cũng có là mỗi tháng nhưng mà mình bị chửi cũng khá là nhiều <laughs> hay kể chịu đấm ăn xôi à, thì đây là những cái điều mà em muốn chia sẻ trong clip này thì cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã xem clip của em xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha chúc mọi người làm youtube thành công và sẽ kiếm được nguồn thu nhập rất là nhiều để lo cho gia đình chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe nha xin chào